Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, vùng hội tụ gió trên độ cao 3.000 đến 5.000 mét suy yếu. Đêm qua, khu vực các tỉnh như Lào Cai, Lai Châu hay Điện Biên chỉ còn có mưa rào nhẹ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ, dưới tác động của đới gió đông nam ẩm, trời tiếp tục có mây nhiều, có mưa nhỏ, mưa phùn và cả sương mù trộn lẫn. Trong sáng nay, những cơn mưa nhỏ do gió đông mang lại vẫn còn duy trì ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Phải từ sau 9 giờ thì mưa mới giảm dần, miền Bắc trời chuyển sang trạng thái khô ráo. Đến trưa chiều thì có nắng, nhiệt độ trong ngày vẫn dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Gió đông nam ẩm cũng khiến cho khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa trong sáng nay có mây nhiều. Tuy nhiên, đến trưa và chiều mây mỏng nhanh và trời lại chuyển nắng. Nhiệt độ chiều nay ở khu vực này phổ biến trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, hôm nay có nắng sớm, cường độ nắng mạnh, nên nhiệt độ cao từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày mới với thời tiết nắng mạnh từ sớm. Ở tất cả các tỉnh thành phố miền Đông Nam Bộ cũng như khu vực thành phố Hồ Chí Minh đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn với khu vực miền Tây Nam Bộ, lác đác vài nơi cũng xảy ra nắng nóng, ngưỡng nhiệt dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay cũng duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Riêng một số nơi như Cát Tiên hay Ayunpa, nhiệt độ cao hơn ở ngưỡng từ 33 đến 34 độ. Trên biển, dưới tác động của đới gió đông nam ẩm, sáng và đêm nay, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km trong sương mù. Còn tại khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió hướng đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực huyện đảo Trường Sa, gió hướng đông bắc cấp 5, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.